Triệu Lộ Tư bị réo tên về thái độ không tốt, thường xuyên gây rắc rối làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Triệu Lộ Tư đang là tiểu hoa sau 95 nổi tiếng nhất hiện tại. Tuy nhiên, nữ diễn viên thường xuyên bị réo tên về thái độ không tốt trong quá trình làm việc bởi những người đứng sau ống kính. Mới đây, Triệu Lộ Tư lại bị một nhân viên trong đoàn làm phim công khai phàn nàn về tính cách. Cụ thể, theo một người chia sẻ, Triệu Lộ Tư thường xuyên gây rắc rối, làm chậm quá trình quay phim và ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cả ekip. Nếu không tận mắt chứng kiến, người này khẳng định khó có thể tin đây là tính cách của Triệu Lộ Tư, bởi từ trước đến nay cô luôn xuất hiện với hình tượng trong trẻo, thuần khiết. Thậm chí người này còn khẳng định sẽ không bao giờ xem phim của nữ diễn viên. Đây không phải lần đầu nữ diễn viên bị phàn nàn bởi bệnh ngôi sao. Trước đây, Triệu Lộ Tư từng bị nghi thốt ra những từ khiếm nhã, tế nhị ngay trên phim trường và có hành động kém duyên với bạn diễn. Nữ diễn viên còn bị ghi lại hình ảnh trợ lý phải quỳ xuống đi tất cho mình trong khi bản thân đang sử dụng điện thoại. Dù sở hữu khả năng diễn xuất ổn định và nhận được hậu thuẫn lớn, tuy nhiên việc liên tục bị réo tên về tính cách chính là trở ngại lớn trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Trước đây không ít lần nữ diễn viên từng bị gọi là thánh trà xanh vì những hành động ké sự nổi tiếng loạt tiền bối, vô tình nhấn thích bài viết nói xấu đồng nghiệp. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.